Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với thầy Minh Myelin. Hôm nay thầy Minh sẽ xử lý cho chúng ta về phần luyện phản xạ hóa học và chúng ta sẽ làm những cái đề chống liệt hóa. Ở đây với những cái đề này sẽ giúp ích, thầy Minh sẽ cho chúng ta những cái mẹo, những cái kỹ thuật để chúng ta có thể giải nhanh và chúng ta sẽ ăn được 2 điểm môn hóa. Thực ra nói là 2, thực ra ăn được 5 điểm. Để làm sao chúng ta không còn bị sợ môn hóa nữa nhá. Để mà các em, để mà chữa được cái bệnh chống liệt này cho các em, để mà chữa được cái bệnh liệt hóa cho các em, thì thầy rất là mong muốn rằng là các bạn cùng comment đáp án cùng với thầy ở cái buổi học ngày hôm nay, để mà thầy có thể giúp đỡ được cho tất cả các bạn và các em nó không bị liệt môn hóa nữa nhá. Nào, mình bắt đầu ạ, chiến đấu ạ. Câu 41 ạ. Kali phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây ạ? Câu này rất là dễ luôn các em nhá. Kali này phản ứng với clo này thì chắc chắn nó tạo thành KCl, đúng không ạ? Và sản phẩm của nó là KCl, vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các bạn nhé. Câu 41 đáp án A. Ok chưa? Ok men chưa? Khởi động thế thôi nào, chiến đấu tiếp nào. 42 nào. Dung dịch nào sau đây hòa tan được AlOH 3 lần? Thực ra ấy, ở bên trong một cái đề hóa, cái cấu trúc của một cái đề hóa thì nó luôn luôn có những cái câu để giúp đỡ chúng ta làm tốt nghiệp. Chính vì vậy nên là chẳng tội gì chúng ta đi khoanh liều cả. Chúng ta chỉ cần đọc kỹ một chút thôi thì thầy tin chắc chắn rằng là các em sẽ đạt được điểm cao môn này. Chắc chắn là trên 2, thoát liệt luôn. Câu 42 ạ. Và cái buổi học ngày hôm nay thì cũng được sử dụng để trợ giúp cho những bạn luyện phản xạ môn hóa nhá. Dung dịch nào sau đây hòa tan được AlOH 3 lần? Các bạn lưu ý cho thầy ạ. AlOH 3 lần là hydroxit lỏng tính. Và bởi vì AlOH 3 lần nó là một hydroxit lỏng tính nên nó sẽ tan ở bên trong thằng môi trường axit và tan ở bên trong môi trường kiềm. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, tan trong môi trường HCl. Câu 43. Ở điều kiện thường thì chất nào sau đây là chất khí? Các bạn lưu ý nhá. Ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất khí? Các bạn lưu ý cho thầy nhé. Anilin là chất lỏng. Saccharose là chất rắn. Lysine là chất rắn bởi vì nó là amino acid. Vì vậy nên etinamin là sẽ tồn tại chất khí. Thế những bạn nào quên, bạn chỉ cần nhớ thầy này. Methinamin, dimethinamin, dimethinamin, etinamin và trimethinamin. Tất cả tụi này thì tồn tại ở điều kiện thường dưới dạng chất lỏng các em nhé. Tất cả tụi này thì tồn tại ở điều kiện thường dưới dạng chất lỏng CH3NH2 này. Sợ ghi này, nhiều bạn không biết. CH3NH CH3 này, etinamin là C2H5 này, NH2 này, trimethinamin là CH3, tất cả 3 lần N này. Đấy, bốn anh này thì chúng nó đều tồn tại ở điều kiện thường là chất khí. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, etinamin thì tồn tại ở điều kiện thường là chất khí. Các bạn lưu ý nhá. Câu 44. Cho thanh kim loại đồng vào dịch chất nào sau đây xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học? Thế thì các bạn chỉ cần nắm được cho thầy thế này thôi để cho nó dễ này, là hiện tượng ăn mòn điện hóa ấy. Hiện tượng ăn mòn điện hóa thì nó chỉ xảy ra ở cái điều kiện là, điều kiện đầu tiên là điều kiện khó nhất, là hai điện cực khác nhau về bản chất. Thế thì đồng vào KCl là không xảy ra phản ứng rồi. Đồng HCl không, đồng vào AgNO3 thì mình sẽ có đồng cộng với bạc cộng, được không ạ? Các bạn comment đáp án với thầy nhá, để tạo thành đồng 2 cộng cộng với bạc. Đúng chưa? Đây là 2, đây là 2. Ok chưa? Vậy thì chúng ta sẽ có một cái điều như sau ạ. Thì mình sẽ có là đồng này, có bạc bám vào đồng. Hai điện cực khác nhau và bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C, AgNO3 các em nhá. Câu 45 ạ. Nước cứng tạm thời tác dụng với chất nào sau đây? Thu được kết tủa. Vậy thì chúng ta phải nắm được nước cứng tạm thời là gì? Nước cứng tạm thời chúng ta là CaHCO3 hai lần. Vậy nó bao gồm hai ion canxi 2 cộng và HCO3 trừ. Về mặt bản chất thì mình sẽ có là HCO3 trừ sẽ tác dụng với OH trừ để tạo thành CO3 2 trừ. Và chính anh CO3 2 trừ để tác dụng với canxi 2 cộng để tạo thành kết tủa CaCO3. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đáp án C. Các em ơi, các em có mấy đáp án thì nhìn thế nào? Các bạn cùng comment đáp án thì coi xem nào. Câu 45 đáp án gì ạ? 45 đáp án C nhá. Để mà chúng ta nhớ được lý thuyết thì cái câu chuyện đơn giản nhất là chúng ta vừa học chúng ta vừa comment đáp án xuống dưới nhá, để mình nhớ lý thuyết. Câu 46 ạ. Trong điều kiện không có không khí, không có oxy,
Sắt tác dụng với lượng dung dịch nào sau đây thu được muối sắt 2, các em chú ý nhá. Sắt tác dụng với lượng dung dịch nào sau đây thu được muối sắt 2 ạ? Thì có, thì thấy các bạn comment rất là nhiều. Ok ạ, muối sắt 2 ạ. Muối sắt 2 chúng ta là gì ạ? Sắt tác dụng H2O3, H2O4 đặc nóng là lên sắt dương 3. HNO3 loãng là lên sắt dương 3. Clo lên sắt dương 3 phải tác dụng HCl loãng nhá. Đáp án đúng đáp án gì? Câu 47. Phản ứng của kim loại canxi tác dụng với lại clo thì chắc chắn mình tạo thành CaCl2 đúng không? Canxi thì canxi không lên canxi dương 2 đúng không? Vậy nó nhường đi bao nhiêu e các em? Câu này dễ ọt, nhường bao nhiêu e? Nhường đi 2 e. Đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Rất tốt. Câu 48 ạ. Úi giời ơi, câu này dễ ọt. 48 ạ. Công thức của ethyl format ạ. Công thức của ethyl format là gì ạ? Úi giời ơi, công thức của ethyl format ạ. Ethyl format là gì? HCOO CH5. Đúng không? HCOO CH5. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. HCOO CH5. Câu 49. Điện phân dung dịch COS4 ở cathode thì thu được chất nào sau đây ạ? Điện phân dung dịch COS4 ạ, ở cathode thì thu được chất nào sau đây? Các bạn lưu ý cho thầy nha, điện phân dung dịch COSO4 này, điện phân dung dịch này thì mình sẽ thu được đồng này, thu được oxy này, thu được H2SO4. Đồng thì mình thu được ở bên đằng cathode và oxy mình thu ở bên anode. Đúng chưa? Vậy thu được ở cathode chất nào sau đây thì thu được đồng. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Câu 50 ạ. Trùng hợp ethylene tạo thành polymer nào sau đây ạ? Trùng hợp ethylene thì tạo thành polymer nào sau đây? Trùng hợp ethylene tạo thành polymer nào sau đây? Các bạn lưu ý nhá, trùng hợp ethylene nhá. Thì thực ra về mặt bản chất nó rất đơn giản thôi, các em chỉ cần lắp ráp cái từ poly đằng trước nhá. Vì vậy nên là trùng hợp đừng có sợ. Trùng hợp ethylene thì mình sẽ là đi thì tạo thành polymer là polyethylene. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. B. Bỏ. Câu 51. Muối nào sau đây là muối trung hòa? Câu này rất dễ luôn. Các bạn không cần phải học đỉnh cao đâu. Các bạn chỉ cần nắm như thế này. Cái anh muối trung hòa ấy, cái anh muối trung hòa là cái anh mà không còn hydro, có khả năng phân ly ở trong gốc anion gốc axit. Và thường chỉ cần là không còn không cần hydro là được. Bởi vì một vài cái trường hợp đặc biệt mình ít thi. Đúng không? Vậy trong này đáp án đúng chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án B. Na2SO4. Đáp án đúng chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án B. Đáp án B ạ. Được không ạ? Chất nào sau đây là muối trung hòa thì đáp án đúng nhất của chúng ta là đáp án B, Na2SO4. Câu 52. Công thức của quặng bôxit là. Câu 52 ạ. Công thức của quặng bôxit là. Quặng bôxit là quặng của Al2O3 ngậm nước. Đúng không? Vậy quặng bôxit của chúng ta là gì ạ? Úi dồi ôi. Sai nhiều thế. Quặng bôxit là Al2O3 ngậm hai nước. Câu 53. Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là. Tác nhân chủ yếu. Ui hóa liệt đấy. Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là gì ạ? Nào các bạn comment đáp án rồi này. Ui dồi, câu này nhiều bạn nhầm. Câu này có bạn nhầm chát lạt luôn. Câu này rất nhiều đứa nhầm. Nhá. Nào các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem nào. Câu này rất rất nhiều bạn nhầm. Ok ạ. Đáp án gì ạ? Thế thì tác nhân mà gây được mưa axit thì khi và chỉ khi nó là các oxit axit. Thế thì oxit axit thì nó tạo thành mưa axit mà. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Nó tác dụng với nước tạo thành axit. 54. Chất nào sau đây chất béo? Câu này nhiều đứa nhầm. Trong quá trình thầy dạy rất rất nhiều bạn bị nhầm câu này. Chất nào sau đây là chất béo? Chất béo các bạn phải nắm cho thầy nó là triete. Vậy không thể tinh bột, không thể glycine, không thể ethyl acetate được. Nó chỉ có thể là anh nào thôi, nó chỉ có thể là anh tripalmitin mà thôi. Nhá, các bạn lưu ý nha, tripalmitin. Vậy đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Rất nguy hiểm. Câu 55 ạ. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? Thầy mình có một cái chiêu giúp cho tất cả các bạn và các em có thể học được phần này và không phải thuộc và không bị lẫn. Đó là gì? Bộ đội Việt Nam nhá, bạc, đồng, vàng, nhôm. Được chưa? Bộ đội Việt Nam. Vậy anh dẫn điện tốt nhất là anh bạc. Đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án C, bộ đội Việt Nam. Câu 56 ạ.
công thức phân tử của glycerol. Úi dồi ôi, câu này cũng hay này. Công thức phân tử của glycerol ạ. Bao nhiêu bạn nắm được công thức phân tử của glycerol ạ? Glycerol là gì ạ? Glycerol của chúng ta là nó có 3 nhóm OH nhá. Nên chắc chắn đáp án đúng của chúng ta nó sẽ là C3H8O3. Đáp án đúng là đáp án D. C3H8O3 D. Câu 57. Chất nào sau đây là amin bậc 2? Ui dồi ôi, cái này dễ lắm các em ạ. Amin bậc 2 ấy là khi và chỉ khi nó có chứa nhóm NH nhá. Và ở đây bây giờ chúng ta đi tìm và diệt, cứ thằng nào có nhóm NH thì nó là amin bậc 2. Được không ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B, bỏ amin bậc 2 là C3 2 lần NH. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu 58. Công thức hóa học của kali dichromat thì chắc chắn phải có kali rồi. Đi, đi là có mấy? Đi là phải có 2. Đúng chưa? Vậy là kali dichromat là phải có 2 chrome. Thì anh này có 1 chrome. Anh này không có chrome, anh này không có chrome. Vậy kali dichromat của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án đúng là đáp án C, K2CR2O7 mà thôi. C. Câu 59 ạ. Úi trời ơi. Chất nào sau đây tác dụng với nước dư để tạo thành dung dịch kiềm ạ? Các bạn có nắm được không ạ? Các bạn có nhớ không ạ? Yêu câu này dễ ợt luôn, câu này lớp 8 làm được nhỉ. Chất nào sau đây tác dụng với nước để tạo thành dung dịch kiềm ạ? Anh nào? KCl không tác dụng với nước nhá. Đồng không nhá, FeO3 không nhá. Ở đây mình chỉ có Na2O cộng với lại nước để tạo thành NaOH mà thôi. Đúng chưa? Đây là 2 nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là Na2O. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. Quá đơn giản. Câu 60. Fructose thì không phản ứng được với anh nào sau đây? 60 ạ. Nào. 60 ạ. Fructose thì không phản ứng được với anh nào dưới đây? Sao KCl không tác dụng với nước? Ôi dồi ôi, chịu. KCl chỉ tan trong nước thôi. Fructose không phản ứng được với anh nào sau đây? Fructose tác dụng với hydro để tạo thành sorbitol đúng không em? Tác dụng được với CH 2 lần bởi vì nó có OH đa kể. Tác dụng được với AgNO3 trong NH3 do là bởi vì trong môi trường kiềm thì Fructose chuyển thành glu. Vậy ở đây chỉ có duy nhất là Fructose không làm mất vào dung dịch brom. Và người ta sẽ hay sử dụng dung dịch brom để phân biệt anh Fructose và anh glu. Các bạn nhớ chưa? Đây ạ, chú ý. Note lại. Là sử dụng dung dịch brom để phân biệt nhá. Để phân biệt ra anh là Fructose và glu. Các bạn nhớ chưa? Sử dụng dung dịch brom để phân biệt Fructose và glu. Ok, có nhiều bạn hỏi thầy có phát lại không? Thầy không bao giờ phát lại. Câu 59. Tất chất nào sau đây tác dụng với nước dư tạo thành dung dịch kiềm? Chất nào sau đây tác dụng với nước dư để tạo thành dung dịch kiềm? Anh nào ạ? KCl0, đồng 0, F2O3 0, Na2O, đúng không? Câu 62 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide? 62 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide? Chúng ta có monosaccharide là glufructose. Chúng ta có disaccharide là sac và man. Và chúng ta có polysaccharide thì chỉ có là anh nào thôi? Glu không, sac không. Mình học có tinh bột và sen nhỉ? Nhưng trong này chẳng thấy có tinh bột và sen. Thì đó là gì? Amylopectin. Nhá các bạn nhá. Amylopectin. Quá dễ luôn. Bạn nào mà sai con này thì 2 năm 3 lứa thôi. 63. Trong môi trường kiềm thì tripeptide tác dụng với CH lần cho chất màu gì? Trong môi trường kiềm thì tripeptide, môi trường kiềm là sự tác dụng với CH lần cho hợp chất màu gì ạ? Đây phản ứng biure đấy. Biure, thầy vẫn đọc là biure. Màu gì các em nhỉ? Màu tím xanh hay màu xanh tím? Các bạn comment cho thầy xem nào, màu tím xanh hay màu xanh tím ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hôm nay là một cái buổi học mà thầy dành riêng cho tất cả những cái bạn nào mà sợ liệt môn hóa, thì thầy sử dụng cái buổi ngày hôm nay để chống liệt môn hóa cho các em. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em tham gia buổi học ngày hôm nay có thể chia sẻ buổi học này lại về tường và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em sợ liệt môn hóa vào đây ạ, để thầy độ. Gì ạ? Màu gì ạ? Màu tím nhá, màu tím xanh các em nhá. Đây này, thầy nhìn thấy có mấy đứa tô xanh tím này toang này. Toang một cục luôn. Câu 64.
Câu 6 tự. Ở điều kiện thường kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là? Nào. Ở điều kiện thường, đúng rồi, xanh tím là phản ứng của iốt với hồ tinh bột, chính xác. Câu 64 tự. Ở điều kiện thường kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là? Ở điều kiện thường kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất ở các em? Các bạn comment cho thầy. Thế thì thầy gợi ý thôi, rất đơn giản thôi. Cái anh kim loại mà có nhiệt độ nóng chảy cao nhất ấy thì nó xoăn như cái bò, như cái sợi dây tóc bóng đèn. Bởi vì nó được sử dụng để làm dây tóc bóng đèn, nó xoăn, nó sun lại như dây tóc bóng đèn thì nó là anh nào ạ? Nhiệt độ nóng chảy cao nhất cơ, để bài hỏi cao nhất cơ. Nó là anh ạ, nó là wolfram này, xoăn này. Đúng không? Xoăn như dây tóc bóng đèn. Đấy. Câu 65. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Ui giời, thầy Minh lại có thơ rồi. Lâu nay không rảnh chơi phây. Đấy, các bạn nhớ lại nhá. Những bạn nào không biết thì lưu lại cái câu nói này nhá. Lâu nay không rảnh chơi phây. Lâu nay không rảnh chơi phây. Ok chưa? Vậy này, kim loại kiềm chúng ta là gì? Natri. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án B. Bỏ. 65 đáp án B. 66. Nung xe CO3 ở nhiệt độ cao. Nung xe CO3 ở nhiệt độ cao thu được chất khí X. Nung xe CO3 ở nhiệt độ cao thu được chất khí X. Vậy chất X của chúng ta là gì? Nhá. Thế nung xe CO3 thì quá dễ này. Xe CO3 này, nung lên này thì mình thu được CaO cộng với CO2. CO2 bay lên của CaO dưới dạng chất rắn. Vậy khí X của chúng ta là CO2. CO2 đấy, tí tô nhầm đấy. Đáp án đúng là đáp án A. Miệng đọc CO2 nhá. Miệng đọc CO2. Thế nhưng mà tay thì lại khuynh đằng khác. Đúng không? Toàn không? Toàn. Nào mình có ạ. Tiếp tục ạ. Tiếp tục ạ. Câu 67. 67. Ôi trời ơi, 67 hay này. 67 cực hay luôn. 67 hay dã man luôn đi. Ok không? 67 ạ. 67 đáp án gì ạ? 67 đáp án gì ạ? 67 đáp án gì ạ? Lysine. Lysine nhá, là một amino acid thiết yếu giúp trẻ em phát triển chiều cao, được cung cấp chủ yếu từ thực phẩm như trứng, thịt, đậu nành, phô mát. Lysine chúng ta nhớ cho thầy là có hai nhóm NH2 và một nhóm CH, nhớ vậy thôi. Mình có nhá, ALA này, GLI này, VA là chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm CH. Còn lysine là có hai nhóm NH2, một nhóm CH. Acid glu là có hai nhóm CH, một nhóm NH2. Nên đáp án đúng chúng ta là 2 và 1. B, bỏ. Câu 68 ạ. Ancol nào sau đây có số nguyên tử carbon nhiều hơn số nhóm OH? Ancol nào có số nguyên tử carbon nhiều hơn số nhóm OH? Thế thì phải vẽ thôi. Glycerol C3H5OH 3 lần. Carbon 3OH 3 bằng nhau. Ethylene glycol C2H4OH 2 lần. 2 carbon 2OH bỏ tiếp bằng nhau. Ancol metallic CH3OH 1OH 1 carbon bỏ tiếp. Ancol nitric CH5OH 1OH 2 carbon. Vậy số nguyên tử carbon nhiều hơn nhóm OH chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Quá dễ. Câu 69. Câu 69 đó. Thủy phân STN nào sau đây trong dịch NaOH thu được natri acetat CH3CONa? Thủy phân STN nào sau đây trong dịch NaOH thu được natri acetat? Anh này không thu được bởi nó không có đầu CH3. Phải có đầu CH3 các em ạ. Đây, loại hết, chỉ còn đáp án C thôi. Chỉ duy nhất thằng C là có đầu CH3. Nên đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C. Rất dễ. Câu 70. Số nguyên tử carbon có trong phân tử tripalmitin. Ui dồi, câu này dễ ợt luôn. Bao nhiêu carbon có trong phân tử tripalmitin? Này, câu này trông dễ vậy nhưng mà nhiều đứa khoanh sai cực kỳ luôn. Tripalmitin C15H31COO tất cả 3 lần C3H5. Nào đây, có đứa comment 5 kìa, toàn luôn. Bao nhiêu? Các bạn chú ý này, trong này 15 cộng với 1 là 16 nhá. 16 x 3 cộng với 3
bằng 51 các em ạ. 51 nên 70 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các em nhá. Đấy, thấy chưa? Toang luôn. 70 2 câu 71 à? À đây là câu 71. Dung dịch muối X tác dụng với NaOH thu được kết tủa màu xanh. FeOH 2 lần trắng xanh, CuOH 2 lần trắng xanh. FeOH 3 lần nâu đỏ. Đấy, AlOH 3 lần là màu trắng. Vậy dung dịch muối X tác dụng với NaOH thu được kết tủa màu xanh, vậy muối X của chúng ta chắc chắn nó chỉ có thể là CuH4. Do OH trừ tác dụng với đồng 2 cộng thì tạo thành CuOH 2 lần. Ok nhá, đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu 72. Nhìn kinh không? Không có gì đáng sợ cả câu 72. Trông vậy thôi chứ nó dễ kinh khủng luôn. Nó dễ kinh khủng khiếp. Tiến hành phản ứng khử oxit X thành kim loại bằng khí hydro dư theo sơ đồ vẽ dưới đây. Thế thì khử oxit X này thì bằng khí hydro thì khi và chỉ khi oxit X này phải đứng sau là anh kim loại đứng sau hydro trong dãy điện hóa, đứng sau nhôm. KO0, MgO0, Al2O3O. Và nó chỉ có thể là anh nào? CuO. À. Dễ dã man luôn ấy. Dễ đến mức kinh khủng luôn. Đúng không? Câu 73. Câu 73. Tơ nitron dai bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len. Đàn áo red, thành phần nguyên tố trong tơ nitron, mình viết được công thức của tơ nitron. CH2 này, CH này, CN này, tất cả N lần. Vậy công thức của tơ nitron mình sẽ có là CHN. CH và N. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. CH và N. Câu 74. Câu 74. Cho dãy kim loại, số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H4 loãng là. Cho dãy các kim loại, số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H4 loãng ạ. Lưu ý nha, phản ứng với dung dịch H4 loãng nha. Thì đứng trước hydro, nhôm là 1, đồng bỏ, sắt là 2, bạc bỏ. Vậy mình có mấy? 2 anh thôi. Gì? Dễ không? Úi dồi, 75 ạ. 75 chúng ta muốn làm được 75 nhá. Các bạn lưu ý cho thầy này. Chất điện ly yếu bao gồm này. Acid yếu này. Bazơ yếu là hydroxit kết tủa đấy. Và nước cứ thế mà phang thôi. Thế thì trong này anh nào là acid yếu? Là tô luôn. Trong này acid yếu là anh nào? HNO3 mạnh nhá. NaOH là bazơ mạnh nhá. HCl là acid mạnh nhá. Mình chỉ có anh nào yếu? CH3COH là yếu. Quá đơn giản. Bê bỏ. 76 á. Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường acid? Không bị nhá. Thế thì mình sẽ có những cái thằng bị này, là thằng disaccharide và polysaccharide là bị thủy phân trong môi trường acid, đúng không? Saccharose thủy phân, tinh bột thủy phân, sen thủy phân. Vậy không thủy phân là C, fructose. Câu 77. Úi dồi ôi, hay chưa? Baking soda, thuốc muối bột nở, là tên gọi hay dùng trong ngành thực phẩm của chất sodium bicarbonate, tiếng Việt là natri hydrocarbonate hay natri bicarbonate. Công thức của baking soda là. Câu này câu thực tế đấy, không làm được là toang. Đề bài cho gợi ý rồi này. Natri hydrocarbonate nó là gì? Nó là A các em nhá. Thấy không? Dễ không? Đã bảo rồi, chống liệt dễ lắm. 78 này. Chất nào sau đây là đồng phân của propinamin? 78 ạ. Chất nào sau đây là đồng phân của propinamin? Mình viết được propinamin á, C3H7NH2. Vậy công thức phân tử là C3H9N. Trimethinamin CH3 tất cả 3 lần N. Thì có đúng có nó là C3H9N không? Đồng phân là cùng công thức phân tử, khác công thức cấu tạo. Thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A. Câu 79. Muối nào sau đây tạo kết tủa khi tác dụng dịch NaOH? Muối nào sau đây tạo kết tủa khi tác dụng dịch NaOH? Muối nào? Muối nào tạo kết tủa khi tác dụng NaOH? NaOH là cung cấp ion OH trừ nhá. Vậy nó sẽ bị tạo kết tủa mà khi tác dụng với các anh mà có cation kim loại mà có hydroxit kết tủa. Thì NaCl là không rồi.
Đấy, 4 không rồi. CaCl2 cũng không rồi, chỉ có D thôi, bởi vì bản chất là HCO3 trừ này tác dụng với lại OH trừ này thì nó tạo thành là CO32 trừ này, và chính ở CO32 trừ này tác dụng với canxi 2 cộng để tạo thành CaCO3. D đúng. Ok chưa? Ngon nhá. 80 ạ, câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. 80 ạ, câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Để xà phòng hóa 2,22 gam 1 ethanol đơn chức bài thở, công thức tổng quát ethanol đơn chức bài thở CN2NO2 cần dùng NaOH. Số mol NaOH là 1 nhân 0,03 bằng 0,03. Vậy suy ra anh này là 0,03. Mà khối lượng ethanol là 2,22. Vậy mình tìm được phân tử khối của ethanol bằng 2,22 chia 0,03 bằng 2,22 chia 0,03 bằng 74 bằng 12N cộng 2N cộng 32. Đến đây mình tìm được N bằng 74 trừ 32 bằng chia 14 bằng 3. N bằng 3 phải suy ra cháu nó là C3H6O2. C3H6O2, vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ C3H6O2. Đấy. Trên đây là 40 câu mà thầy Minh sử dụng để hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em xử lý bằng một số mẹo hóa học để cho các bạn không bị liệt, không bị liệt môn hóa nữa. Và rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi cái buổi học ngày hôm nay của thầy. Và trên kênh nhớ hãy đặt nút chuông và theo dõi fanpage của thầy Minh, bởi vì thầy Minh live stream liên tục để hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em vượt qua kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn hóa năm nay. Ok ạ, bye bye, chào tạm biệt và quyết chiến để quyết thắng. Bye bye, chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào những buổi live tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt.